Kính thưa quý vị, Bộ Y tế phải xây dựng được kế hoạch hành động cụ thể trong giai đoạn tới gắn với những mục tiêu và tầm nhìn đã đặt ra. Trước mắt phải chống dịch hiệu quả, bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 13 tuyệt đối an toàn. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Y tế Toàn quốc diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Dấu ấn nổi bật nhất của ngành y tế trong năm 2020 là hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, là một trong những lực lượng đi đầu, đóng góp quan trọng vào thành công phòng chống đại dịch COVID-19. Việt Nam cũng là một trong 4 quốc gia đầu tiên giải thành công trình tự gen virus SARS-CoV-2, là một trong 5 quốc gia sản xuất và chủ động được sinh phẩm chẩn đoán kháng thể và là số ít quốc gia trong ASEAN thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người. Đặc biệt, việc ứng dụng thành công kết nối khám chữa bệnh từ xa, chuyển đổi số trong ngành y tế, thích nghi kịp thời công tác khám chữa bệnh cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020 là một năm rất dài với ngành y tế, năm mà đội ngũ cán bộ y tế, những chiến sĩ áo trắng đã nỗ lực, dấn thân, nhất là những người tham gia trực tiếp công tác phòng chống đại dịch COVID-19 với tinh thần không quản khó khăn gian khổ, sẵn sàng cống hiến hy sinh, cùng với những lực lượng quân đội, công an, ngoại giao, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tôi thấy là tất cả đảng nhà nước, nhân dân cả nước không chỉ biểu dương mà còn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, đến đội ngũ giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở cách ly, các cơ sở y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh trong suốt năm qua với tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, không ngừng nỗ lực, cống hiến cao cả, tận tâm hết mình. Nhận định dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong giai đoạn tới, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch COVID-19. Trước mắt là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã được triển khai từ đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng 13 tới đây. Chúng ta thực hiện đồng bộ biện pháp của ngành y tế, các ngành chức năng như công an, quân đội, các tỉnh, các biên giới đều có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn nhập cư trái phép. Từ có một biện pháp để mà tất cả mọi người từ nước ngoài vào Việt Nam đều phải cách ly tập trung đúng 1 ngày. Tôi đề nghị các địa phương, các ngành các cấp phải cương quyết phòng chống tích cực hơn nữa, nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa. Đấu tranh các biểu hiện lơ là, chủ quan, coi thường lợi ích cộng đồng, các phòng chống dịch COVID-19 để đón Tết lành mạnh an toàn, trước hết phục vụ đạo đảng toàn quốc lần thứ 13 thành công. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh từ xa, chuyển đổi số y tế, hạn chế lạm dụng xét nghiệm và quyết tâm thực hiện giảm tải bệnh viện. Thực hiện công khai minh bạch chi phí dịch vụ khám chữa bệnh để người dân được biết và có quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm ngày 7 tháng 1, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường, ảnh hưởng tới nước ta và trở thành đợt rét đậm rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay. Đáng chú ý, đợt rét này sẽ được chia làm hai giai đoạn với hai hình thái hoàn toàn khác nhau, đó là rét ẩm và rét khô. Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi. Giai đoạn đầu tiên của đợt rét đậm rét hại lần này sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1. Trời rét và ẩm, không có nắng, dẫn đến nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp. Nhiệt độ trung bình ngày rét buốt hơn so với đợt rét đậm rét hại mới xảy ra vào dịp Tết Dương lịch vừa qua. Cảnh báo khả năng có tuyết rơi ở vùng núi. Tháng 1 thì sẽ là chuyển sang trạng thái rét đậm rét hại trên toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ, và sau đó thì cái rét đậm rét hại sẽ có thể lan xuống Bắc Trung Bộ và có thể xảy ra ở cả thậm Quảng Bình, một số nơi Quảng Trị. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng và trung du cũng như là Bắc Trung Bộ là sẽ là khoảng 8 đến 11 độ. Và vùng núi thì là 4 đến 7 độ, và vùng núi cao thì dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Mưa tuyết thì sẽ tập trung nếu có ở khu vực của vùng núi cao thuộc hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Về gió mạnh trên biển thì chúng tôi vẫn cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Và ngoài ra là vùng biển Trung Bộ và khu vực Nam Trung Bộ, chúng Bình Thuận, Ninh Thuận. Đấy, và khu vực Nam Trung Bộ chúng tôi còn cảnh báo thêm khi mà có cái gió đông bắc mạnh ở khu vực Phú Yên và Bình Thuận
là có khả năng có xảy ra các cái sạt lở bờ biển. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1, khi không khí lạnh được tăng cường, trạng thái rét ẩm chuyển sang rét khô. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, gây rét buốt. Ban ngày có nắng, nhiệt độ cao, nên tạo cảm giác không rét bằng giai đoạn đầu. Thời kỳ này cũng có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối ở vùng núi cao. Hôm qua, tại khu mốc 1126 thuộc thôn Nà Bàn, Bảo Lâm, Cao Lộc của Lạng Sơn, tổ công tác đồn biên phòng Bảo Lâm bộ đội biên phòng của tỉnh Lạng Sơn, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện 10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua đường mòn vào biên giới vào Việt Nam. Các đối tượng khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh như Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Nghệ An, Cà Mau. Những người này đều xuất cảnh trái phép sang làm thuê ở Trung Quốc, nay trở về Việt Nam ăn Tết. Trước đó vào các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 1, đồn biên phòng Bảo Lâm liên tiếp phát hiện 33 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Hiện tất cả các trường hợp này đều được đồn biên phòng Bảo Lâm bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện cách ly theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nghiên cứu thành công trên động vật, Viện Vaccine và Sinh phẩm đề nghị Bộ Y tế cho phép thử nghiệm vaccine COVID-19, Covivac ở trên người tình nguyện vào tháng 1 của năm 2021, sớm hơn gần 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, vaccine Covivac của Ivac thử nghiệm thành công trên động vật như chuột đất vàng, chuột nhắt, thỏ cho kết quả an toàn, tạo khả năng miễn dịch cao. Vì vậy, Ivac đề nghị Bộ Y tế cho phép thử nghiệm trên người vào tháng 1 năm 2021, sớm hơn kế hoạch ban đầu 2 tháng. Theo kế hoạch, Ivac sẽ phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đại học Y Hà Nội thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac. Vaccine sẽ được chia ra nhiều hàm lượng liều khác nhau, ứng với liều tiêm khác nhau để thử nghiệm lâm sàng trên 125 người tình nguyện thuộc 3 nhóm đối tượng. Giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2021. Nếu kết quả các giai đoạn tốt, vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam sẽ ra mắt thị trường vào khoảng cuối năm 2021. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định vừa thông tin 7 ngư dân gặp nạn vì tàu gãy trục lắc, buộc phải thả trôi tự do trên biển đã được cứu nạn thành công. Sáng ngày hôm nay, tàu SAR-412 đã đưa 7 thuyền viên gặp nạn về đến Đà Nẵng an toàn. Trước đó lúc 5 giờ ngày 4 tháng 1, trong lúc đang hành nghề ở vùng biển phía đông cách đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị khoảng 54 hải lý, tàu BD97692TS có 7 thuyền viên do ông Tôn Văn Hùng ở Bình Định làm thuyền trưởng bất ngờ bị gãy trục láp, mất khả năng hoạt động, trôi dạt trên biển. Lúc này gió mùa đông bắc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 3 mét, đẩy tàu trôi dạt nhanh. Thấy tình huống nguy hiểm, vượt ngoài tầm kiểm soát, tàu có khả năng bị sóng đánh lật. Ông Hùng đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu cá BD97692TS triển khai cứu nạn. 7 thuyền viên gặp nạn được đưa lên tàu SAR-412 và được chăm sóc y tế tích cực, đồng thời triển khai công tác chống chìm, hỗ trợ lai dắt về bờ. Sáng nay, toàn bộ 7 thuyền viên gặp nạn đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn, tinh thần ổn định. Tặng 3.000 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Tân Sửu năm 2021. Đây là một trong những hoạt động được Thành đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hỗ trợ sinh viên dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Chương trình tặng vé xe về quê ăn Tết sẽ dành cho những sinh viên thuộc các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề sau lũ. Các chuyến xe sẽ xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Sinh viên có nhu cầu có thể đăng ký trực tuyến tại đường dẫn http://cxmx.sac.vn. Ban tổ chức sẽ thông báo qua email, tin nhắn Messenger của từng sinh viên đạt yêu cầu. Bên cạnh việc tặng vé, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức giới thiệu việc làm Tết cho sinh viên có nhu cầu. Chiều ngày 4 tháng 1 năm 2021, tại tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân đã tổ chức tiếp nhận quà gửi tặng quân và dân Trường Sa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Lữ đoàn 146 đã tiếp nhận 2.000 gói trà, 400 gói cà phê, 400 gói kẹo và một số sản vật của tỉnh Lâm Đồng do các công ty thuộc Chi hội Sản vật Tây Nguyên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng gửi tặng. Mỗi món quà nhỏ là sự cổ vũ, động viên to lớn để quân và dân Trường Sa đoàn kết khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển
đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong những ngày tới, Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ tổ chức các đoàn công tác đi thăm, chúc Tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa và giàn DK1. Số quà nói trên cùng với quà tặng của nhân dân cả nước sẽ được chuyển đến trao tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. Bên cạnh mặt hàng gạo thì ngày hôm nay thị trường nông sản trong nước cũng có nhiều biến động và sau đây sẽ là phần cập nhật của các biên tập viên trong 24 giờ qua. Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 3 đã đẩy mạnh thực hiện khai báo điện tử kết nối trực tuyến tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai. Các chủ hàng có thể khai báo kiểm dịch trên mạng Internet qua hệ thống một cửa quốc gia mà không cần trực tiếp tới cửa khẩu. Khi xe hàng đến, cán bộ kiểm dịch thực vật thực hiện việc kiểm tra theo quy định mà không cần có mặt chủ hàng. Chủ hàng có thể theo dõi trạng thái hàng hóa đã được kiểm tra hay chưa, có đạt yêu cầu hay không để chuyển qua bước tiếp theo. Cách làm này sẽ giúp tiết kiệm thời gian vài ngày so với việc khai báo trên giấy. Hiện nay, sầu riêng đang được người tiêu dùng toàn cầu ưa chuộng nhờ loại trái cây này giúp kiểm soát lượng đường, giảm nguy cơ ung thư, chống trầm cảm và lão hóa. Do vậy, dự báo quy mô thị trường sầu riêng thế giới cũng sẽ tăng nhanh, đạt gần 29 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,2% trong giai đoạn 2019-2025. Thái Lan và Malaysia hiện là những nước xuất khẩu sầu riêng lớn nhất trên thế giới. Trong khi đó, Việt Nam hiện đang xúc tiến đàm phán để xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc, thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất trên thế giới. Vài tuần gần đây, tôm hùm ở Khánh Hòa bất ngờ tăng giá mạnh lên gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với hồi đầu năm 2020. Hiện giá tôm hùm xanh loại 3 con 1 kg thu mua tại bè có giá từ 1,2 tới 1,3 triệu đồng 1 kg tùy cỡ. Giá tôm hùm bông loại 1 từ 1 tới 1,2 kg mỗi con được thương lái thu mua từ 2,7 triệu đến 2,8 triệu đồng 1 kg. Loại nhỏ hơn 1 kg có giá 2,5 triệu đồng mỗi kg. Giá tôm tăng cao nhưng sản lượng xuất bán ít do tháng 10, tháng 11 năm 2020, nhiều người đã phải bán tôm để tránh bão. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức khởi công sân bay Long Thành. Đây là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, xây dựng theo chuẩn hàng không dân dụng quốc tế, hướng đến trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của quốc tế và cả của khu vực. Phát lệnh khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là dự án nằm trong top 16 sân bay được mong chờ nhất thế giới. Dự án có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Đây cũng là dự án hạ tầng có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Trong giai đoạn đầu của dự án, sẽ đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách mỗi năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương cùng Bộ Giao thông Vận tải khai thác lợi thế phát triển của sân bay Long Thành một cách đồng bộ. Phát triển đô thị, các khu du lịch dịch vụ, từ đó có thể đóng góp cho tăng trưởng GDP từ 3 tới 5% như đánh giá của một tổ chức quốc tế. Dự án sân bay Long Thành được đưa vào quy hoạch từ năm 1997. Từ đó cho tới nay, tức là hơn 20 năm, cũng là khoảng thời gian mà các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng quy hoạch gần như là bị đóng băng. Vì vậy, việc sân bay Long Thành chính thức được phát lệnh khởi công mang ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc sống của người dân địa phương. Câu hỏi được đặt ra lúc này đó là người dân địa phương đang có những kỳ vọng như thế nào? Ghi nhận tại xã Suối Chầu, vùng lõi sân bay Long Thành. Tái định cư thì cho vô khu khổ rồi, thì không còn đất đâu mà canh tác nữa. Thì sống như cái đồng tiền quy hoạch của nhà nước bầu bằng đó. Nhưng mà nhà nước bầu bằng làm sao mà dân ra đừng đúa, đừng khổ, đừng nghèo được. Là cho nó đủ cái gì mới sống được. Còn ở đây, người dân ở đây, đời con, đời cháu, đời chắc, đời chết, còn miếng đất này thì vẫn sống không có đúa. Thì chỗ mới thì vấn đề là cơ sở hạ tầng thế nào phải tốt hơn cái chỗ cũ rồi. Thì vấn đề chỗ ở là tương đối là yên tâm. Nhưng mà vấn đề là chuyển đổi việc làm, công ăn việc làm thì rất khó khăn. Thì cũng mong muốn nhà nước mình khi giải tỏa đền bù cho người dân một cách tương đối thỏa đáng để cho người dân có đủ điều kiện để mình chuyển đổi cái nghề nghiệp khác. Đây là cái chủ trương lớn của nhà nước, thì nếu mà cảm thấy lợi cho quốc gia thì chúng tôi cũng sẵn sàng ở đi. Nhưng với điều kiện là cũng phải tạo cho chúng tôi một cái cơ hội hoặc cái cơ hội làm ăn mới hoặc là cái chỗ ở phải ổn định. Cái thứ hai nữa là nếu tại bây giờ chúng ta nói thì hơi sớm, nhưng khi tiến hành vào đền bù thì là cũng phải ưu tiên cho chúng tôi. Ví dụ ưu tiên cho chúng tôi nó thỏa đáng thì chúng tôi sẵn sàng. Nếu như mà đến nơi ở mới á, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng á, thứ nhất
Nếu mà ra ngoài nơi ở mới thì có được giống ngày hôm nay không? Hay là phải là tốt hơn thôi chứ đừng có sau này đừng có thua kém. Thua kém từ đây đổ vậy hồi xưa. Chứ hôm nay dân chúng tôi ở đây cũng là nói chung là phấn đấu lên rồi đó. Đó giờ mà ra chỗ mới thì có thể bằng như vậy và hơn. Đó, dân chúng tôi cũng mong muốn như vậy.